Trong ngày hôm qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên cùng lúc xảy ra 3 vụ cháy rừng tại huyện Sông Hinh và huyện Phú Hòa. Trời khô hanh cộng với gió Tây Nam thổi mạnh nên công tác chữa cháy đã gặp rất nhiều khó khăn. 6 giờ chiều qua, hàng trăm người thuộc các lực lượng công an, quân đội, biên phòng tiếp tục được tăng cường về ngọn đồi cao nhất ở thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa để tham gia chữa cháy rừng. Đám cháy xuất phát từ chân núi thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực rừng trồng từ 2 đến 6 năm tuổi của người dân. Dù 10 tiếng đồng hồ đã trôi qua, nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng phát do gió Tây Nam thổi mạnh. Càng về tối, các lực lượng chức năng được chia ra nhiều hướng để tiếp cận các đám cháy. Dù công tác chữa cháy trong đêm gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm không để ngọn lửa lan rộng, đến hơn 19 giờ, vụ cháy rừng ở xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cơ bản được khống chế. Diện tích rừng bị thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 hectare. Trong khi đó, một điểm cháy rừng khác ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, đến 22 giờ, ngọn lửa vẫn chưa dập tắt. Tất cả các địa điểm đều có duy trì lực lượng. Thứ nhất là lực lượng tại chỗ và thứ hai lực lượng là cơ động gần. Chúng tôi bố trí lực lượng đang xen theo nhiều lớp và nhiều chốt khác nhau. Thì như vậy mới đảm bảo được cho việc mà ứng cứu cho kịp thời. Phú Yên đang trải qua đợt hạn hán kéo dài. Các cánh rừng đang ở cấp độ cảnh báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Trước đó, từ ngày 25 đến 27 tháng 6, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra 7 vụ cháy rừng, gây thiệt hại hơn 200 hectare rừng.